Mình có hai phần. Phần thứ nhất, ứng tấu chuyển dịch sang các cái tông nhạc. Tôi sẽ không nói trước là tông gì. Cậu sẽ đánh cho tôi những cái trường độ mà cậu đã học. Nốt đen, móc đơn, liên ba móc đơn. À, chuyển dịch tông tôi không báo trước nha. Rồi, phần thứ hai là đánh với một bát nguyên trắc tự chọn, không biết trước tông mà cậu đã tập rồi, ok. Giờ phần thứ nhất, chuẩn bị bắt đầu. Có tổng cộng 6 tông nhạc đã chuyển. Cậu bắt được khoảng 50%. Ok. Rồi mới cải thiện về khả năng chuyển dịch tông phải nhanh nhạy hơn nữa. Về tôi sẽ gửi cậu video clip này, cậu xem lại. Và thử lần sau chuyển dịch một cách nhanh nhạy hơn với chính xác những cái tông nhạc đó cho tôi biết nó là tông gì. Khả năng chuyển dịch của cậu phải bắt đúng vào key note ở nút bass trước, cậu bắt vào nút treble trước là không nhanh được đâu. À. Rồi, bắt đầu phần thứ hai. Phần thứ hai là cậu đã được chuẩn bị trước rồi, bài tập trước rồi cho nên dễ hơn nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. Years later. Chuyển còn hơi bị chậm.
tốc độ chuyển như các cái core phải nhanh hơn. Thứ hai nữa, ông phải biết điểm dừng ở chỗ nào chứ. Hợp âm mở đầu chính là hợp âm dừng lại. Home chính là end, mở đầu chính là kết thúc. Kết ở chỗ đúng cái hợp âm đó, đó là hợp chủ âm. Ok, phải biết dừng lại đúng chỗ, chứ không phải đánh liên thiên hoài. Thousand years later. Rồi, phần một xong. Hãy tiến đến tự do. Chơi được scale ở một tông và ứng dụng các tông khác, đó gọi là tự do. Tiến đến điều đó ha. Rồi, đứng đây.